Chào mọi người nhé. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang chương 3, đó là góc với đường tròn. Thế thì các bạn hình dung như thế này. Ở chương trước ấy là các bạn học về các cái khái niệm trong đường tròn này, đúng không? Thì hôm nay thì phần này chúng ta sẽ học một chương mới. Thì chương này sẽ tập trung các kiến thức để các bạn thi vào lớp 10. Thì chương này của chúng ta ấy có tổng cộng là 10 bài, gồm những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất đó là bài số 1 hôm nay, đó là góc ở tâm, số đo của một cung. Chúng ta sẽ học những cái vấn đề tiếp theo như thế này. Đó là chúng ta sẽ học về liên hệ giữa cung và dây. Chúng ta sẽ học thêm các loại góc mới, góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn. Bài số 6 chúng ta sẽ học cung chứa góc, đây là một cái bài khó. Bài số 7 các bạn sẽ bắt đầu tiếp vào câu hỏi đầu tiên, đó là chứng minh tứ giác nội tiếp. Bài số 8 đó là đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp. Bài số 9 và bài số 10 thì liên quan đến độ dài đường tròn và liên quan đến diện tích của hình tròn, hình quạt. Thế thì phần này bắt đầu sẽ chính thức là đi vào những cái phần liên quan đến ôn thi vào lớp 10. Thì bài kiểm tra hay là bài thi lớp 10 của các bạn ấy, và lớp 10 của các bạn ấy sẽ có một bài hình và nó chiếm là 3 điểm rưỡi. Thì trong đó là sẽ có 4 ý nhỏ. Chúng ta sẽ thực hiện các thao tác quen thuộc như là vẽ viết giả thiết kết luận là các bạn được 0,25 đến 0,5 điểm. Sau đó rồi chúng ta sẽ làm câu hỏi A là 0,75 điểm kết hợp với 0,25 điểm của giả thiết kết luận là các bạn được 1 điểm. Ý B thứ hai chúng ta cũng được 1 điểm. Nhưng mà ý C của chúng ta được 1 điểm. Nhưng mà ý D là ý cuối cùng chúng ta chỉ có được nửa điểm thôi. Thì tổng một bài hình của chúng ta là chiếm 3 điểm rưỡi liền. Và những ai mà làm được phần hình này thì hứa hẹn là điểm nó sẽ rất cả cao. Còn những bạn nào mà chủ quan và các bạn ấy không học ngay từ đầu thì chắc chắn là kết quả phần hình này sẽ không tốt, dẫn đến là cả cái kết quả của bài thi sẽ bị kéo xuống. Thì các bạn thấy là bốn cục người ta sẽ chia là 3 điểm rưỡi hình và 6 điểm rưỡi ở đại, đúng không? Thì đại của chúng ta vẫn là chiếm nhiều điểm hơn. Tuy nhiên hình ấy chính là quyết định những cái điểm số cao. Thì thông thường theo khảo sát ấy, những bạn nào mà làm được hình thì điểm bao giờ cũng trên 7. Còn những bạn nào mà không làm được hình thì bao giờ cũng điểm dưới 5. Đấy, thì các em chú ý đó. Mục tiêu của chúng ta đó là phải cố gắng là làm được 2 đến 2 điểm rưỡi đến 3 điểm ở trong cái phần này. Còn câu hỏi khó quá, câu hỏi D thì chúng ta sẽ nghiên cứu sau nhá. Thì mục tiêu của chúng ta là dành từ 2 tới 3 điểm trên tổng số 3 điểm rưỡi của cái phần hình này. Thì muốn học đạt điểm này thì các em chú ý nhá. Trước khi vào học ấy, trước khi vào một chương ấy thì các em anh bao giờ cũng sẽ nói những cái điều mà các em cần phải chú ý. Thế thì bắt tay vào cái vấn đề này thì các bạn thấy rằng là cái dụng cụ học tập là cái rất quan trọng. Bây giờ toàn bộ các bạn là phải bắt đầu phải trang bị cho mình dần dần đi những cái cơ bản nhất như là thước kẻ, compa, đúng không? Là phải có, hai cái thứ đấy là phải có rồi. Các bạn phải cố gắng là mình thiết kế có để chúng ta làm thế nào thực hiện các thao tác với hình rất là nhanh. Thêm vào đó, chúng ta phải gì đây? Tập cái khả năng nhìn hình, khả năng chứng minh một cái gì đó. Các bạn phải cố gắng lên. Cái trình bày của chúng mình ấy, khi mà chúng mình hiểu bài rồi và chúng mình viết cho cô giáo, thầy giáo các bạn hiểu ấy, thì các bạn phải làm thế nào để thể hiện cái form trình bày ra, cái cách mà trình bày ra. Ở trong phần này ấy, chúng ta sẽ đi sâu vào các loại góc. Các bạn cần phân biệt được các loại góc là thành công. Có nghĩa là phần này quan trọng nhất của nó là góc. Vì thế nên là cái tiêu đề các bạn nhìn thấy người ta nói rất là rõ không? Góc với đường tròn. Vậy thì các bạn chỉ cần học rất là siêu, rất là tập trung vào các loại góc là các bạn sẽ làm được rất rất nhiều bài tập rồi. Phần này có liên quan đến kiến thức lớp 8. Các bạn chú ý nhá. Phần này có liên quan đến kiến thức 8, đó là phần chứng minh tam giác đồng dạng.
mà các em học từ hồi lớp 8. Có nghĩa là các cái trường hợp đồng dạng là trường hợp phổ biến nhất là góc góc, rồi thì trường hợp là cạnh cạnh góc cạnh, và trường hợp là cạnh 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 đó. Và chúng ta sẽ tập trung vào những cái tư tưởng ở phần này, đó là gì? Đó là chứng minh tứ giác nội tiếp là câu hỏi phổ biến nhất, gần như năm nào đề thi cũng thi vào nó. Thứ hai đó là chứng minh tam giác đồng dạng, hay người ta sẽ trả hình thành là chứng minh tỷ lệ. Có nghĩa là người ta sẽ cho các bạn một cái đẳng thức, chứng minh cho một cái đẳng thức ấy, các bạn chứng minh tam giác đồng dạng, các bạn suy ra tỷ lệ đó. Ngoài ra những câu hỏi C ấy, thì thông thường câu hỏi về gì? Về chứng minh tiếp tuyến này, về tính toán này. Đấy, thì còn câu hỏi D của chúng ta là một câu hỏi về cực trị hình học, một câu hỏi khó. Ví dụ như là tìm cái điểm gì, tìm một điểm để một cái gì đó đạt giá trị lớn nhất, hoặc là tìm cái gì đó để một câu hỏi đặc biệt. Đó là một câu hỏi khó thì chúng ta sẽ không thể đoán trước được. Thì còn hầu hết là các bạn hình dung được quá trình mà giành được 3 điểm là các bạn phải tập trung những vấn đề quan trọng đó. Thì chắc chắn là khi nào mà động đến kiến thức của lớp 8 thì anh sẽ lại nhắc lại cho các bạn về cái hồi mình học lớp 8, về gì đây, chứng minh tam giác đồng dạng như thế nào. Và trong lớp 9 này chúng ta tập trung cho anh vào gì, góc. Thì ngày hôm nay chúng ta học một loại góc đầu tiên, đó là bài số 1, góc ở tâm, số đo của cung. Thì chúng ta hiểu như thế này: khi các em vẽ một cái đường tròn lên, chúng ta sẽ có những cái bán kính, đúng không? Thì cái góc ở tâm đó là cái góc mà tạo bởi, nó là góc mà có đỉnh là điểm O ở bên trong đường tròn, còn hai cái cạnh của chúng ấy là hai cái gì đây, hai cái bán kính. Bây giờ các bạn cùng nhau vẽ cho anh cái hình đường tròn đi, và có tâm O, còn OA và OB là hai cái dây cung. Thì chúng ta thấy góc OAB này, góc này này, thì người ta gọi là góc ở tâm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất, phần một nhỏ, các bạn học góc ở tâm, và chúng ta học định nghĩa thế nào là góc ở tâm. Thì góc AOB trên đỉnh vẽ người ta gọi là góc ở tâm. Và chúng ta sẽ sinh ra thành hai cung, một cung là cung lớn, một cung là cung nhỏ. Thì cái cung A, thế thì người ta đánh cái đoạn này này, người ta biết là M, cái này viết là M, còn cái trên này viết là gì đây, N. Thì cái cung AMB này người ta gọi là cung nhỏ, còn cung này ANB người ta gọi là cung lớn. Phần thứ hai các bạn học đó là số đo của cung. Có nghĩa là bắt đầu cung là một cái đường cong này, thì bắt đầu là tính số đo để tính như thế nào. Thì rất đơn giản, số đo của cung thì được tính bằng chính là số đo của góc AOB, hay chính là số đo của góc ở tâm. Phần tiếp theo đó là người ta muốn các bạn đi so sánh gì đây, so sánh hai cung liên quan đến gì, liên quan đến so sánh hai cung. Thế thì hai cung là bằng nhau, thì có nghĩa là hai số đo của hai cung nó bằng nhau, và trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn thì cung đó lớn hơn. Có nghĩa là người ta đánh vào số đo, lấy giá trị số đo, lấy cái giá trị bao nhiêu độ ấy để đánh giá xem cung nào lớn hơn. Phần thứ tư đó là một cái công thức cộng cung, nó giống hệt công thức cộng đoạn thẳng ấy. Nếu các bạn có một điểm C nằm giữa cung AB thì các bạn có hiện tượng là cộng cung. Và cái công thức cộng cung này sẽ dành những cái bài nào bắt đầu chứng minh khó là chúng ta sẽ dùng công thức cộng cung này. Phần thứ năm ở trong bài này đó là chúng ta sẽ làm bài tập. Chúng ta sẽ cùng nhau làm từ bài số 1 tới bài số 9. Đấy, làm từ bài số 1 tới 9. Phần thứ 6 là nếu mà còn gì đây, còn thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài kiểm tra nhỏ nhỏ, giúp các bạn hiểu được nội dung bài học hôm nay. Chúng ta hình dung được những cái gì mình đã học được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ học vào phần đầu tiên, một nhỏ, góc ở tâm nhé.
Nào, chúng mình vào phần đầu tiên. Cột nhỏ bác Hồ Tâm nhá. Các bạn vẽ cho anh đường tròn có tâm là O này, vẽ hai dây cung OA và OB đi. Thì các em chú ý nhá, là ở đây chúng ta chú ý là người ta bắt đầu định nghĩa. Nào, chúng ta sẽ ghi cho anh. Thì điều thứ nhất này, điều thứ nhất đó là người ta sẽ nói rằng là cái góc AOB, góc AOB là góc ở tâm. Đấy. Góc AOB trên hình vẽ này, nhìn thấy không? Người ta gọi là góc ở tâm. Thì sau đó người ta bắt đầu định nghĩa. Đấy, định nghĩa thế nào là góc ở tâm? Chúng ta sẽ viết như sau này. Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn. Góc có đỉnh. Góc có đỉnh trùng với tâm. Trùng với tâm của đường tròn. Trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm. Được gọi là góc ở tâm. Ok chưa? Thì các em thấy rằng là hai cạnh của góc ở tâm sẽ đóng vai trò là hai cái dây, hai cái bán kính. Đúng không? Các bạn chú ý nha, là OA, OB thì là hai gì đây? Là hai bán kính. Đấy, các em chú ý điều đó. Tí ở đây ấy, chúng ta sẽ sinh ra hai cung. Một cái là cung nhỏ, một cái là cung lớn, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ký hiệu này. Ký hiệu với cung nhá. Thì cung AB, cung AB thì các em thấy là được ký hiệu, được ký hiệu là AB. Có nghĩa là một cung ấy, người ta kiểu là AB và người ta có một cái đường gì đây, đường cong trên đầu. Các bạn không được vẽ cái mũi nhọn là sai nhá, mũi nhọn là góc. Còn cung có nghĩa là cong. Đó. Thì chúng ta sẽ sinh ra hai cung, đó là cung lớn và cung nhỏ. Thế thì chúng ta sẽ viết hình vẽ này, đó là cung AMB. Đấy. Cung AMB người ta gọi là cung nhỏ. Đây, các bạn nhìn hình vẽ đi. Đây là cung AMB gọi là cung nhỏ. Còn cung ANB, đấy các bạn chú ý đường cong nhá, không phải là mũi nhọn nhá, là cung lớn. Đấy, là cung lớn. Trong cái có một cái trường hợp đặc biệt, đó là với cái góc alpha. Đây là góc ở tâm, là góc alpha này. Alpha chúng ta kia viết giống như là số 2 ấy. Thì trong trường hợp là góc ở tâm AOB này bằng 180 độ thì người ta gọi là nửa đường tròn. Mỗi cung là nửa đường tròn. Tay ghi cho anh này. Với trường hợp góc alpha bằng góc AOB là bằng 180 độ. Đấy. Có nghĩa là trong trường hợp là góc ở tâm là bằng 180 độ đấy, thì chúng ta sẽ trường này đặc biệt, đúng không? Đây là đường tròn này. Thế lúc này AB sẽ đóng vai trò là gì đây? Bán kính, đúng không? Đây là góc 100. AB đóng vai trò là đường kính. Thì chúng trong trường hợp này mỗi cung là một nửa đường tròn. Trong trường hợp này mỗi cung là nửa đường tròn. Mỗi cung là nửa đường tròn. Ok chưa? Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, số 2. Bây giờ chúng ta đã hiểu thế nào là khái niệm góc ở tâm rồi, đúng không? Thì đặc trưng của góc ở tâm liên quan đến số đo ở cung. Vậy chúng ta sẽ sang phần số 2. Đó là thế nào là số đo ở cung. Bây giờ chúng ta nhìn vào hình vẽ. Nhìn vào hình vẽ này. Thì số đo ở cung ấy, thì người ta tính là số đo ở cung nhỏ. Chúng ta sẽ ghi cho anh hai nhỏ. Số đo cung
hai nhỏ, số đo cung. Pha thị thứ nhất này, số đo của cung nhỏ thì bằng số đo của góc ở số đo của góc chắn ở tâm cung đó. Số đo của cung nhỏ, số đo của cung nhỏ thì bằng số đo của góc ở tâm bằng số đo của góc ở tâm. Của góc ở tâm chắn cung đó. Chắn cung đó. Thì bây giờ mọi người chú ý này. Ở đây chúng ta có những cái khái niệm mà cẩn thận không sẽ phân biệt gì sai. Rồi các em thấy rằng là cái AB này, cái đường cong cong này người ta gọi là cung nhá. Ta học từ chương trước rồi đấy, cái này là cung. Nhưng mà còn cái đoạn thẳng AB này thì người ta gọi là cái dây cung. Dây cung, chưa? Thế còn cái góc alpha này người ta gọi là góc ở tâm. Góc ở tâm. Bây giờ chúng ta sẽ học sang khái niệm là số đo của cung AB. Và chúng ta người ta ký hiệu như này. Ta ký hiệu là số đo của cung AB. Chúng ta viết là SD có nghĩa là số đo nha. Thì được tính bằng góc AOB. Ở đây chúng ta hiểu là số đo cung AB đang được tính là số đo của cung nhỏ. SD có nghĩa là số đo, còn AB cái cong cong này gọi là cung, có nghĩa là số đo của cung AB thì bằng góc AOB. Đây là số đo của cung nhỏ nhá. Thế còn số đo của cung lớn. Số đo của cung lớn thì các bạn sẽ lấy 360 độ trừ đi số đo của cung nhỏ. Trừ đi số đo của cung nhỏ. Ví dụ này. Ví dụ các em có số đo của cung ANB. Dù trên hình vẽ đi. Số đo của cung AMB nghĩa là số đo của cung nhỏ ấy. Mình tính được bằng bao nhiêu độ đây? 100 độ đúng không? Bây giờ các em bạn muốn tính số đo của cung lớn thì ta làm nào? ANB đúng không? Thì rất đơn giản. Các bạn lấy 100 à, lấy 360 độ. À chúng ta hiểu là cái số 360 độ này ở đâu ra. Thì đây giống như kiểu là một vòng tròn. Một vòng tròn này là 360 độ. Tại vì sao? Hai cái nửa này này cắt ra là mỗi cái 180. Thì cộng lại thì cả một đường tròn này này là đo là 360. Vậy thì khi AMB mà các em tính được 100 độ thì các bạn sẽ lấy 360 độ đó trừ đi số đo của cung AMB, đúng chưa? Và các bạn lấy 360 độ trừ đi 100 độ và chúng ta sẽ được bao nhiêu? 260 độ, đúng không? Thì những cái số độ đo này, to như thế này ý, thì mai sau lên lớp 10 và lớp 11 thì các bạn sẽ được định nghĩa lại những cái số mà trên 180 độ thì được tính như thế nào. Chúng ta cứ tính toán thôi, hiện tại bây giờ cứ tính toán thôi, mai sau rồi các bạn sẽ hiểu. Rồi ok, chúng ta hiểu sang hiểu phần 2 nhỏ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 3, đó là so sánh hai cung. 3 nhỏ, so sánh hai cung. Thế thì ở trong phần này muốn so sánh được hai cung thì người ta đi so sánh số đo của hai cung. Chúng ta nhận xét như sau. Pha thị thứ nhất là hai cung được gọi là bằng nhau. Hai cung bằng nhau. Đấy. Nếu số đo bằng nhau và ngược lại đấy. Giờ ta hiểu như thế này. Nếu anh có cung AB đấy, cung AB, các bạn nhớ rằng cái đường này của chúng ta là đường cong chứ không phải là cái mũi nhọn là sai nhá. Mà bằng với cung gì đây? CD.
thì các bạn sẽ tương đương với mũi tên hai chiều là các bạn thêm cái chữ SD ở đầu, có nghĩa là số đo. Đấy, số đo của cung AB bằng với số đo của gì đây? Cung CD. Đó, thêm chữ SD ở đầu. Mà số đo của một cung ấy chính là bằng góc ở tâm. Vậy cái này tương đương với góc gì? AOB bằng với góc gì? COD. Chúng ta có thể vẽ hình minh họa để hiểu thế nào là hai cung bằng nhau. Và về sau ấy, các bạn dùng rất nhiều kiến thức về hai cung bằng nhau. Nên là phần này chúng ta học kỹ một chút. Rồi các bạn này vẽ cho anh một gì đây? Một tròn có tâm là O. Bây giờ chúng ta vẽ cho anh hai góc bằng nhau nào. Thì đầu tiên chúng ta vẽ góc AOB nào. AOB đây đúng không? Chúng ta vẽ tiếp vào đây. Thấy chưa? Ở đây chúng ta có đây là gì đây? C và đây là D. Ta có thể bỏ cái đường viền này đi cũng được. Bây giờ các bạn nhìn này. Đây hai cung bằng nhau đây. Đây cung AB đây không? Anh tô mày màu đỏ đấy. Đây là cung gì đây? CD đây. Thì các em thấy rằng là nếu mà hai cung AB và cung CD này bằng nhau, có nghĩa là hai góc AOB là góc ở tâm này này, nhìn được không? Và góc COD là góc ở tâm này này. Thì hai cung hai góc này làm sao? Bằng nhau, mà hai góc này chính là hai góc ở tâm. Mà hai góc ở tâm này chính là số đo của cung AB và số đo của cung gì? CD. Nếu chúng bằng nhau thì hai cung này bằng nhau. Thế thì việc hai cung này bằng nhau thì sẽ có tác dụng gì về sau? Thì thứ nhất là về sau ấy, các bạn sẽ học về góc nội tiếp. Thì hai cung mà bằng nhau sẽ dẫn đến là các góc nội tiếp cùng chắn hai cung đó bằng nhau, và rất là tuyệt vời, các bạn sẽ có rất rất nhiều góc bằng nhau. Vì thế là phần hình đường tròn này nó rất là thú vị, khi mà những cái góc ở rất xa nhau các bạn lại làm cho nó được bằng nhau. Đó chính là lý do nhờ cái kiến thức này của các bạn, hiểu chưa? Thế thì mai sau ấy, chúng ta còn thêm những đặc tính hay hơn nữa, đó là hai cung bằng nhau thì hai dây cung của chúng cũng bằng nhau. Đó chúng ta còn học sâu hơn nữa về sau. Bây giờ chúng ta đi so sánh gì đây? So sánh lớn hơn nhỏ hơn. Phần này nó sẽ là so sánh lớn hơn nhỏ hơn. Thì đây là so sánh bằng nhá. Đây là so sánh bằng. Tốt lại cuối cùng là gì? Hai góc ở tâm này bằng nhau thì làm sao? Hai cung này làm sao? Bằng nhau. Rất đơn giản như vậy. Thế còn đơn giản thôi, so sánh lớn hơn nhỏ hơn thì thế nào? Chúng ta chuyển sang ý thứ hai. Trong hai cung. Cung nào của số đo lớn hơn thì cung đó lớn hơn. Cung nào có số đo, cung nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn. Thì lớn hơn. Có nghĩa là nếu Ken có một cung AB mà lớn hơn cung CD. Điều này có nghĩa là số đo của cung AB sẽ lớn hơn số đo của cung CD. Mọi người hiểu phần này chưa? Nó tương đương với góc AOB lớn hơn góc COD. Vậy các bạn hiểu tầm quan trọng của góc ở tâm chưa? Đây là nền tảng để học các cái kiến thức khác. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ tư. Thank you.
Mọi người hiểu như thế này, bắt đầu chúng ta sẽ cái có cảm giác nó giống như kiểu công thức cộng đoạn thẳng ấy. Có nghĩa là cung bây giờ nó tương đương với một đoạn thẳng AB. Nếu bây giờ các em có một điểm C mà nằm giữa cái cung AB này thì hiện tượng đó là có cảm giác về công thức gì đây? Cộng cung. Nhưng mà chúng ta hiểu là cộng ở đây có nghĩa là cộng về số đo. Đúng không? Ta hiểu không? Bây giờ các bạn vẽ cho anh một cái hình minh họa. Số đo ở đây là số đo góc. Chứ còn cái cung đấy nó không có số đo cạnh nha. Bây giờ các bạn vẽ cho anh gì đây? Một đường tròn. Có tâm là gì đây? To. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái cung AB lên trên này cũng được. Các bạn vẽ nhỏ thôi, không cần phải vẽ to đâu. Đây chúng ta đây có là gì đây? A này. Đây là gì đây? B. Thì đây nó giống như kiểu đoạn thẳng AB ấy. Bây giờ các bạn lấy cho anh một điểm C nằm trên gì đây? Cung AB. Bây giờ các bạn nhìn cho anh này. Các bạn nhìn vào góc ở tâm nhá. Chúng ta thấy như thế này. Mọi người nhìn vào đây này. Mọi người thấy nhá. Mọi người thấy này. Đầu tiên ta viết một chút đã. Cho một điểm C. Cho một điểm C nằm trên cung AB. Nằm trên cung AB. Nằm trên cung AB được chưa? Thế thì điểm C, điểm C sẽ chia cung AB, sẽ chia cung AB thành hai cung, thành hai cung. Các bạn nhìn hình vẽ đi, là cung AC và cung gì đây? CB. Bây giờ các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn vào cái góc ở tâm này, chúng ta nhìn thấy cái góc AOC không? Ta có này. Góc AOC đúng không? Ta nhìn thấy góc AOC được chưa? Các bạn cộng với góc gì? Ta sẽ biết cho anh luôn là góc AOB nào. Góc lớn AOB nhá. Các bạn sẽ được chia thành hai góc nhỏ. Là góc gì? AOC cộng với góc gì? COB như này, các em hiểu không nhỉ? Thế mà góc AOB, AOB chính là góc gì? Góc ở tâm của cung gì? Của cung AB. Vì thế là góc AOB này nó chính là số đo của cung nào? Của cung AB. Bằng góc AOC là số đo của cung gì? AC. Còn góc COB của chúng ta ấy chính là gì? Số đo của cung CB. Vậy thì chúng ta có một cái định lý như sau. Và chúng ta sẽ trả lời được phần 4 nhỏ này. Đó là khi nào thì số đo của cung AB bằng số đo của cung AC cộng số đo của cung CB. Rất đơn giản, đó là khi điểm C là một điểm nằm trên cung AB. Thì các bạn có công thức cộng cung như thế này. Đúng không? Cộng số đo của cung như thế này. Chúng ta viết sang định lý sang bên này nhá. Chúng ta có một định lý như sau. Định lý này. Cái này khá quan trọng khi nào chúng ta học những cái bài khó là có liên quan đến nó nhá. Ta viết cho anh nào. Đó là nếu C là một điểm trên cung AB. Nếu C là một điểm trên cung AB. Nếu C là một điểm trên cung AB thì chúng ta có công thức cộng số đo cung AB
bằng số đo ở cung AC cộng với số đo ở cung CB. Sau này chúng ta sẽ hiểu rằng là phần này liên quan đến chứng minh hai cung bằng nhau, và chúng ta sẽ đi sang chuyển sang phần đó là chứng minh hai góc nội tiếp bằng nhau sử dụng cái công thức số đo này. Rất là tuyệt vời đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, năm nhỏ là bài tập. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm từ bài số 1 tới bài số 9, khá là nhiều bài tập đấy. Chúng ta sẽ làm từng bài một nhá. Đầu tiên là bài số 1. Người ta hỏi một cái ứng dụng thực tế như sau. Đó là kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành với nhau một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những cái thời điểm sau. Thời điểm A đầu tiên là 3 giờ. Mọi người chú ý đây là kim đồng hồ cơ nhá. Bây giờ chúng ta cần phải vẽ cái đồng hồ ra thì mình mới tưởng tượng là góc ở tâm trong trường hợp này là bằng bao nhiêu, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ gọi, ta sẽ biết là gọi góc ở tâm, gọi góc ở tâm là alpha nha, là alpha. Bây giờ muốn vẽ cái đồng hồ thì cái đấy là chúng ta đang tưởng tượng đồng hồ nó là hình tròn ấy, chúng ta đang dùng cái đồng hồ hình tròn chứ không phải đồng hồ hình chữ nhật hoặc hình vuông nhá. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là 3 giờ thì chúng ta có hai kim. 3 giờ nghĩa là kim giờ chỉ vào số mấy? Chỉ vào số 3 đúng không? Đây số 3 đây, kim giờ nó ngắn thôi. Đây. Thế còn đây là số 3. Thế còn cái kim gì? Kim phút của chúng ta ấy là chỉ vào số 10 gì? 12. Chắc chắn là rất nhiều bạn cũng biết xem đồng hồ hết rồi đúng không? Thì các em thấy rằng là rất đơn giản thôi. Góc tạo đây là góc gì đây? Vuông. Và góc này chính là bằng 90 độ. Vậy trong trường hợp này chúng ta có số đo của góc ở tâm này là bao nhiêu độ? 90 độ ạ. Ta sẽ viết là số đo của góc alpha trong trường hợp này là bằng 90 độ. Chúng ta đang tính là, chúng ta sẽ viết cho anh là góc alpha thôi, không viết số đo nữa. Cung thì mới có số đo, ta viết là alpha 90 độ. Alpha chính là góc ở tâm là alpha nha, thì góc alpha là 90 độ. Ta chuyển sang ý B, 5 giờ. Và chúng ta biết rằng là 5 giờ ấy thì cái kim giờ của chúng ta sẽ chỉ vào số gì? Số 5. Đây là kim giờ này. Thế còn kim phút chỉ vào số gì? Chỉ vào số 12. Còn đây là số 5. Bây giờ lúc này các bạn thấy góc alpha này bằng bao nhiêu độ? Suy nghĩ phút nào. Chúng ta hiểu như thế này là 1 giờ là chúng ta tạo thành một góc là bao nhiêu độ. Bây giờ chúng ta phải tính đi 1 giờ được bao nhiêu độ. Chúng ta hiểu như thế này là 12 giờ, quay được một vòng tròn là 12 giờ là các bạn được 360 độ được một vòng tròn. Các bạn thấy là ta nháp như này nhá. Nháp lại là 12 giờ, 12 giờ các bạn quay được là 360 độ. Vậy thì đố các bạn là 1 giờ
là quay được bao nhiêu độ? Thì các bạn lấy 360 chia cho bao nhiêu? 12. Vậy chúng ta được bao nhiêu độ đây? 30 độ. Vậy thì trong trường hợp này góc alpha đây là 5 giờ đúng không? Vậy các bạn lấy gì? 5 x 30. Rồi kết quả là 150 độ. Hiểu không nhỉ? Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Trường hợp này dễ nhất rồi, trường hợp là 6 giờ. Đúng không? Trường hợp này là alpha của ta là lấy 6 nhân với 30 và kem ra là 180 độ. Ta chuyển sang câu D, 12 giờ. Các bạn thấy rằng trong trường hợp 12 giờ thì các bạn chả thấy độ nào cả đúng không? Thì trong trường hợp này góc alpha ta là 0 độ. Nhá. Ta chuyển sang một trường hợp khó hơn một chút này. Đó là câu E. 20 giờ. Đấy, 20 giờ. Cái gì? 20 giờ ta chính là gì đây? Chính là 8 giờ. Đây là 12. 8 giờ cũng 12 giờ. Đây là 8, đúng không? Đây là 12. Thế thì nếu bạn nào mà lại theo thói quen là các em lấy 12 nhân với 30. À lấy 20 nhân với 30 là ra 600 độ. Phải là sai đúng không? Thì các em thấy rằng là trong trường hợp này chúng ta phải quen lấy cái kiểu ngược lại. Có nghĩa là tính từ 8 giờ tới 12 giờ. Chúng ta thấy là có 4 tiếng thôi, hiểu không? Là góc alpha này nó chỉ là lấy 4 nhân với 30 độ thôi mà ra 120 độ thôi. Góc alpha là cái góc này. Đúng không? Chúng ta chuyển sang bài số 2. Chúng ta chuyển sang bài số 2 này. Cho hai đường thẳng XY và ST cắt nhau ở O. Trong các góc đảo thành có một góc bằng 40 độ. Vẽ một đường tròn tâm O. Tính số đo của các cung ở tâm xác định bởi hai trong 4 tia góc O. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cho anh một góc. Vẽ cho anh một góc 40 độ nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một gì đây? Đường thẳng nằm ngang. Thì ở đây ấy, chúng ta có đường thẳng là XY. Sau đó thôi các bạn lấy một điểm O. Bây giờ chúng ta sẽ lấy thước đo độ. Các bạn đặt vào điểm O đây nha. Và lấy điểm, lấy một góc 40 độ cho anh. Như thế này chưa? Chúng ta thấy tạo thành một góc gì đây? 40 độ. Sau đó bây giờ các bạn vẽ cho anh một đường tròn có tâm là O. Đấy. Vẽ cho anh một đường tròn có tâm là O. Lúc này hai đường thẳng XY và ST sẽ tạo thành cắt tại 4 điểm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ gọi tên các điểm như thế nào nào?
Ở trong phần này, người ta yêu cầu các bạn là tính số đo của góc ở tâm thôi, chứ không cần là tính số đo của cung. Nên các bạn cũng không cần phải nhất thiết là tạo các điểm cắt này làm gì. Ở đây các em thấy là nó tạo thành gì đây? 4, tạo thành 4 đúng không? 4 góc. Nhưng mà 4 góc này các bạn thấy có hiện tượng bằng nhau. Chúng ta học kiến thức lớp 7 rồi, đó là hai góc đối đỉnh thì làm sao? Bằng nhau. Nên là các em thấy góc XOY, góc XOZS và góc IOT là hai góc bằng nhau vì làm sao? Đối đỉnh đúng không? Ta viết sang bên này nhá. Có nghĩa là tính góc ở tâm, tính 4 góc ở tâm nhá. Ở đây chúng ta có này, hoa thị thứ nhất đấy, góc XOS, góc ở tâm nhá thì bằng góc TOI. Hai góc này bằng nhau vì bằng gì đây? 40 độ, đúng chưa? Còn hai góc ở tâm còn lại là góc XOT bằng với góc SOI. Thế thì muốn tính được hai góc này thì các bạn lấy 180 độ trừ đi 40 độ, đúng không? Vậy chúng ta được bao nhiêu? 140 độ. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta hiểu như thế này nhá. Chúng ta sử dụng đó là, đây là hai góc kề bù nhau, góc XOT và góc IOI. TOI là hai góc kề bù nhau. Thì góc này là 40 độ rồi, thì muốn tính góc bên này thì các bạn lấy 100, tại vì hai góc kề bù nhau thì tổng bằng 180 mà. Nên các bạn muốn tính góc XOT này, các bạn lấy 180 độ trừ đi 40 độ là ra. Ta hiểu chỗ này không nhỉ? Đấy. Chúng ta chuyển sang bài số 3. Bài toán của chúng ta như sau. Trên các hình 5 và hình 6, dùng các dụng cụ đo để tìm số đo ở cung AMB, từ đó suy ra số đo ở cung ANB tương ứng. Phần này liên quan đến thước đo độ, đúng không? Thế rồi chúng ta sẽ đo một cách tường minh thôi. Thực ra này cũng không thể gì đây, không thể đo chính xác được. Chúng ta đo tường minh thôi nhá. Thì chúng ta có hai hình. Hình thứ nhất đó là hình số 5. Các bạn vẽ tranh một đường tròn có tâm là O. Chúng ta có hai điểm A và B như thế này. Ở chỗ này, trên này chúng đánh là M, dưới này các em đánh là N. Bây giờ chúng ta đi nối, chúng ta nối O với A, chúng ta nối O với B. Giờ các bạn lấy thước các bạn đo đi. Thì ở hình số 5 chúng ta được đo một góc là 124 độ. Đấy. Ta sẽ viết này. Ta sẽ dùng thước đo độ. Dùng thước đo độ. Thì các em đo được là góc AOB là bằng 124 độ. Mọi người lấy thước đo độ đo thử đi. Mọi người dùng thước đo độ được chưa? Chúng ta tính được góc AOB là 124 độ. Người ta hỏi các bạn là tìm số đo ở cung AMB và số đo ở cung ANB. Ta hiểu như này, cái góc 124 độ này chính là số đo ở cung nhỏ. Nhìn trên hình vẽ đi, thì góc ở cái cung AMB này chính là số đo ở cung nhỏ.
Thế còn ANB của ta lại số đo cung gì? Lớn. Vậy từ điều này các bạn suy ra được ra số đo của cung AMB thì bằng 124 độ. Và các bạn suy ra là số đo của cung lớn ANB thì sẽ bằng, chúng ta sẽ lấy lúc này là 360 độ trừ đi số đo của cung nhỏ. Đấy. Chú ý vừa rồi chúng ta vừa mới học xong ấy. Thì các bạn lấy 360 độ trừ đi số đo của cung AMB bằng, chúng ta lấy 360 trừ đi 124 bằng, thì các em được bao nhiêu? 236 độ. Chúng ta hiểu được cái cách mà đo về số đo cung lớn cung nhỏ chưa? Tương tự như thế hình số 6. Chúng ta chuyển sang hình số 6 nào. Hình số 6. Bây giờ các bạn này vẽ cho anh một đường tròn. Đấy, các bạn thấy rằng là phần này bạn nào không có compa là rất là khổ đúng không? Đây là đường tròn có tâm là O. Chúng ta có một điểm A ở đây, một điểm B chỗ này, chỗ này là M, chỗ này là N. Chúng ta lại nối A với O nào. Nối A với O đi. Nối B với O nào. Bây giờ dùng thước đo độ thì lúc này các bạn sẽ được là 67 độ nha. Lúc này là 67 độ. Dùng thước đo độ. Dùng thước đo độ. Các bạn sẽ đo được góc AOB bằng 67 độ. Cái này các bạn phải đo thực tế cơ. Anh chỉ là đo từng mình thôi. Vậy các em suy ra số đo của cung AMB là bằng 67 độ. Đây là mình đo từ trước rồi đúng không? Và các em suy ra là số đo của cung ANB bằng, lấy 360 độ trừ đi số đo của cung AMB bằng 360 trừ đi 67 độ. Vậy các bạn được là 293 độ. Ok chưa? Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Thì các em chú ý nhá. Do thời gian của chúng ta đang là không có nhiều và chúng ta thấy là đang gấp gáp, cố gắng là chúng ta sẽ học phần này thật là cẩn thận. Nên là chúng ta sẽ không tách thành phần luyện tập ra mà chúng ta cứ thế học sang phần luyện tập thôi. Bài số 4 này, xem hình số 7. Các bạn nhìn thấy hình số 7 chưa? Tính số đo của góc ở tâm AOB và số đo của cung lớn AB. Thì các em thấy là số đo của cung AB chính là số đo của cung nhỏ. Và người ta bắt các bạn tính số đo của cung lớn. Vậy các bạn lấy 360 độ trừ đi số đo của góc của tâm AB là ra được số đo cung lớn. Cái bài này thì các bạn cần phải có phải sự thông minh một chút. Chúng ta sẽ vẽ hình đã. Hình vẽ của nó hơi khó vẽ đấy. Đầu tiên chúng mình cùng vẽ thì đây. Một đường tròn có tâm là O. Bây giờ các bạn nhìn thấy không? Cái đường thẳng AT chúng ta gọi là tiếp tuyến đấy.
Đầu tiên các bạn vẽ một cái bán kính OA, nó cái hiện tượng bị chéo như này nó khó nhìn một chút. Sau đó các bạn vẽ một cái đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa? Đi qua điểm A và vuông góc nha. Ở đây đánh là A này. Sau đó rồi các bạn lấy một cái đoạn điểm T, sao cho AT bằng với AO. Đây là điểm T. Sau đó các em nối O với T. Được chưa? Nó sẽ cắt đường tròn tại điểm gì đây? Điểm B. Chúng ta ký hiệu là OA bằng với AT vào. Bây giờ các bạn cần phải sự thông minh và chúng ta sẽ phải quan sát, dùng kiến thức lớp các lớp dưới để có thể ốp vào lớp 9 này. Ở trong phần lớp 7 chúng ta được học về tam giác cân rồi đúng không? Thì các em thấy rằng là tam giác OAT là tam giác vuông cân đúng không? Vì thế là các em thấy là góc hai góc hai góc này bằng nhau và bằng gì đây? 45 độ. Vậy các em tính được góc, tính được số đo của góc ở tâm AOB chưa? Thế còn muốn số đo cũng lớn thì các bạn lấy 360 độ trừ 45 độ là ra. Giờ ta trình bày nhá. Hoa thị thứ nhất là xét tam giác OAT có nhất là góc AOT, đề bài cho là 90 độ tại vì đề bài này nó không có giả thiết viết cụ thể ra. Thứ hai là OA bằng với AT. Vậy các em suy ra tam giác OAT là vuông cân. Các bạn nhớ nhá. Vuông cân tại đâu đây? Vuông cân tại A. Vậy các em suy ra góc AOT là bằng 45 độ. Vậy các em suy ra là góc AOB là bằng 45 độ. Đây là chúng ta mới tính được góc AOB đúng không? Tính số đo góc ở tâm AOB. Bây giờ muốn tính số đo cung lớn AB, ta sẽ trả lời là số đo cung lớn AB. Số đo cung lớn AB là, lúc này các bạn lấy gì? 360 độ. Bây giờ muốn nhìn vào số đo cung lớn ấy thì số đo cung nhỏ là đây, số đo cung lớn ở đây này. Có nghĩa là chúng ta thấy là số đo cung ANB, đây ANB có nghĩa là bên ngoài, đây là cung lớn này, nhìn thấy chưa? Thế còn cái chỗ nhỏ này là cung nhỏ. Cung lớn cũng nghĩa là nó lớn hơn ấy, còn cung nhỏ là nhỏ hơn. Thì các bạn sẽ bằng, vậy thì rõ ràng ta phải đi thêm một cái dòng ở đây, các em suy ra được số đo cung, số đo cung gì ANB là bằng 45 độ để các bạn trừ đi được. Này các bạn sẽ lấy 360 độ trừ đi số đo của cung AMB. Các bạn khi mà các bạn viết như này, vậy hai cái chữ M nhỏ và chữ N nhỏ này các bạn vẽ trên hình nhá. Người ta sẽ không hiểu đâu. Bằng 360 trừ đi 45. Vậy được đáp số là vẫn là 310 gì? 315 độ. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo.
Chúng ta chuyển sang một cái bài liên quan đến mô tả bằng lời văn. Bài số 5 của chúng ta như sau này. Hai tiếp tuyến của đường tròn O tại hai điểm A và B cắt nhau tại M, biết góc AMB là 35 độ. Đấy, bây giờ là khó khăn. Bây giờ chúng ta phải vẽ hình. Chúng ta vẽ như thế này. Vậy các bạn phải đi vẽ hai tiếp tuyến. Vậy thì thay vì vẽ vất vả như vậy, chúng ta sẽ vẽ đường tròn trước. Đây là đường tròn tâm O. Các bạn sẽ lấy một điểm M ngang bằng với điểm O bên này. Các bạn chú ý nhá, về sau sẽ vẽ rất nhiều. Đây, chúng ta lấy điểm M như này. Đây, các bạn chú ý nhá. Đấy, như này chưa? Bây giờ các bạn vẽ gì đây? Hai cái đường mà nó tiếp xúc. Đấy, tiếp xúc hẳn với đường tròn. Các bạn vẽ đường tròn vừa vừa thôi nha. Ở đây chúng ta đánh, đây là A, dưới này ta là B. Thì chúng ta nối O với A. Các bạn còn nhớ về tiếp tuyến không? Thì các em thấy rằng là chỗ này chúng ta là vuông. Cái tiếp tuyến MA sẽ vuông góc với bán kính OA. Còn tiếp tuyến MB đây, vuông góc với bán kính gì đây? OB, chỗ này nó cũng là vuông. Người bài người ta cho góc AMB là bằng 35 độ. Đấy, đề bài cho góc AMB là bằng 35 độ. Câu hỏi như sau. Câu 3. Tính số đo của các góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA và OB. Thế thì tại sao người ta gọi là tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA và OB? Cái này bài này bắt tính góc AOB bằng bao nhiêu? Mọi người suy nghĩ đơn giản như thế này. Đó là chúng ta sẽ phải ốp vào tứ giác. Các bạn thấy là góc M này của chúng ta là 35 độ rồi. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng đó là ghép vào một tứ giác. Thì trong một tứ giác ấy thì tổng bốn góc. Bốn góc trong một tứ giác là bằng gì? 360 độ. Thì các em thấy là góc MAO của chúng ta là bằng 90 độ rồi. Góc MBO cũng là bằng 90 độ. Vậy các em mà góc M này 35 độ, vậy các bạn tính được góc O này không? Đấy, 360 độ trừ đi ba góc này là dạng. Vậy thì đầu tiên ta sẽ nói rằng là vì MA MB, vì MA MB là hai tiếp tuyến, là hai tiếp tuyến của đường tròn O, nên ở đây chúng ta có góc MAO bằng với góc MBO bằng gì đây? 90 độ. Bây giờ ta dùng tứ giác. Test tứ giác MAOB có. Chúng ta sẽ dùng đó là tổng 4 góc trong một tứ giác là bằng 360 độ. Có này. Thì chúng ta có góc M, có góc AMB cộng với góc MO cộng với góc MBO và cộng với góc AOB. Thì tổng 4 góc trong một tứ giác là bằng 360 độ. Đang cần tính góc gì? AOB.
Trên kem rút ra thì lấy 360 độ trừ đi tổng 3 góc AMB cộng với MAO cộng với MBO. Các bạn nhìn các em trình bày chưa? Anh không thấy số mà anh làm như thế này. Mọi người sẽ làm như này quen đi. Có nghĩa là tính cái gì rút cái đấy ra, sau đó mới thay số nhá. Ta sẽ lấy 35 cộng với 90 cộng với 90 bằng 90 cộng 90 là 180, 360 trừ đi 180 là 180, 180 trừ đi 35 chúng ta còn là 145 độ. Chúng ta chuyển sang ý B. Chúng ta chuyển sang câu B. Tính số đo mỗi cung AB, cung lớn và cung nhỏ. Các bạn nhìn trên hình vẽ thì ở đây chúng ta thấy là cung AMB chúng ta gọi là cung nhỏ, còn cung gì ANB chúng ta gọi là cung lớn. Rất là dễ đúng không nào? Thế thì tính số đo của cung AMB trước sẽ bằng thì số đo của một cung thì bằng số đo của góc ở tâm. Đây là góc gì đây? AOB. Vừa mới tính xong thì góc này bao nhiêu độ đấy? 145 độ. Còn số đo của cung lớn ANB thì các bạn sẽ lấy gì? 360 độ trừ đi số đo của cung AMB bằng lấy 360 trừ đi 145 bằng các em được là 215 độ. Mọi người tính chuẩn chưa? Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Bài 6 như sau này: cho tam giác ABC là tam giác đều, gọi O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC, tính số đo gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hình. Ở đây các em thấy rằng là đề bài lại cho tam giác đều trước và bắt các bạn là vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh, nhưng mà chúng ta sẽ phải vẽ đường tròn trước, sau đó vẽ tam giác đều ở trong, như thế thì nó mới gì mới chuẩn được. Bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ hình này. Đầu tiên các bạn vẽ gì đây? Đường tròn. Bây giờ dùng mẹo một chút, bây giờ vẽ một tam giác đều bên trong thì hơi khó đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy điểm O này. Đó, bây giờ các bạn sẽ lấy một cái góc 120 độ. Đấy. Bây giờ lấy thước đo thì đúng 120 độ ra. Đó, chúng ta thấy được một tam giác đều. Đây là A này. Đây là B này. Đây là C. Thì các em thấy là đặc trưng của một tam giác đều là gì đây? Ba cạnh của chúng làm sao bằng nhau và ba góc làm sao bằng nhau vừa đều bằng gì đây? 60 độ. Bây giờ người ta sẽ bắt các bạn làm câu A như sau: tính số đo của các góc ở tâm tạo bởi các bán kính OA, OB, OC. Mọi người suy nghĩ phút nào. Bây giờ chúng ta đi nối hình nha. Nối O với A, O với B, O với C. Có nghĩa là bắt các bạn đi tính ba góc AOB, BOC và AOC. Mọi người suy nghĩ phút nào.
Đầu tiên mọi người phải nhớ lại đó là gì? À, tâm đường tròn, ngoại tiếp, tam giác đều là giao điểm của ba đường trung trực, đúng không? Nhưng mà đối với một tam giác đều ấy thì ba cái đường OBOC này sẽ đóng vai trò là đường trung tuyến, đường phân giác, đường cao, đúng không? Nên các em thấy rằng là ví dụ có tam giác AOB này, nó sẽ chia đôi này ra, nên là mỗi bên các em sẽ được cái này là 30 độ, ở chỗ này cũng là 30 độ. Vậy các bạn sẽ đi tính tổng ba góc trong một tam giác là bằng 180 độ. 180 độ mà trừ đi 30 và trừ đi 30 thì các em sẽ được cái này là 120 độ. Tính toán như vậy chúng ta sẽ được là ba góc của tâm này đều là gì? 120 độ. Đấy là ý tưởng của chúng ta. Do cái số lượng cái này nó quá nhiều, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Là một cái thôi, chúng ta còn suy ra hai con có lại tương tự nhá. Ta viết cho anh là vì O là tâm đường tròn, là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, ngoại tiếp tam giác ABC, nên các em suy ra OA, OB, OC sẽ là ba đường phân giác. Các bạn ghi cho anh là tam giác này tam giác đều nhá, tam giác đều ABC. Các bạn suy ra OA, OB, OC là ba đường phân giác. Đấy, ba đường phân giác. Đây các em suy ra góc OAB bằng với góc OBA và bằng 30 độ. Vậy từ đây các em suy ra góc AOB bằng, ta lấy 180 độ trừ đi tổng hai góc AOB cộng với góc OBA bằng, lấy 180 trừ đi 30 độ cộng với 30 độ. Vậy thì các em sẽ được gì đây? 120 độ. Tương tự phần này chúng ta sẽ đi một tương tự thôi, thì chúng ta được góc BOC bằng với góc AOC đều bằng với đấy 120 độ. Ta chuyển sang ý B. Câu B này, tính số đo của các cung tạo bởi hai trong ba điểm ABC. Đấy. Các bạn nhìn về hình vẽ, tính số đo của các cung tạo bởi hai trong ba điểm ABC. Bây giờ chúng ta sẽ đánh chỗ này là M đi, chỗ này là N đi, chỗ này là P. Chúng ta sẽ có rất nhiều cung tạo lên đấy. Nào, câu B. Thứ nhất là chúng ta đi tính số đo của các cung nhỏ trước. Thì các em thấy rằng là số đo của cung AMB, bây giờ tính hai điểm các cung nhỏ trước nhá, bằng số đo của cung BNC bằng với số đo của cung AOC APC. Thì cái này ra được bằng là 120 độ. Đây là số đo của các cung nhỏ. Chúng ta chuyển sang số đo các cung lớn. Thì đầu tiên là cung lớn của cung AB, là chúng ta đánh là cung ACB nhá. Số đo của cung ACB, các bạn chú ý nhá, chúng ta có thể gọi như này. Đây, như này, ACB thì bắt buộc nó phải quay như này. Lấy luôn điểm C làm cái điểm ở giữa nhá. Bằng tiếp số đo của cung BAC bằng tiếp số đo của cung ABC, và các bạn sẽ bằng, lúc này các em lấy 360 độ, các em trừ đi số đo của cung nhỏ ở trên, vậy chúng ta được là 240 độ.
nào, tổng kết lại. Các em thấy rằng là bài đầu tiên là bài số 1 của chúng ta là góc bổ sum và số đo của cung. Các bạn cần phải nắm được cho anh những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất, đó là các bạn phải hiểu thế nào là góc bổ sum. Thì góc mà có đỉnh trùng với tâm thì được gọi là góc bổ sum. Thứ hai, đó là các bạn phải phân biệt được là nó sẽ tạo thành một cung lớn và một cung nhỏ, đúng không? Và chúng ta đi tính cho anh gì đây? Tính cho anh, phân biệt được cho anh là cung nhỏ và cung lớn. Tiếp theo là phần thứ hai, đó là số đo của một cung. Thì các em thấy là